Lisa cứu Blackpink nhờ phát hiện món đồ bị gắn camera ẩn, concert hỗn loạn xảy ra xô xát. Concert của Blackpink tại Macau hiện đang khiến fan vô cùng bất bình, không chỉ xảy ra xô xát bên dưới khán giả vì khâu tổ chức kém, Blackpink còn bị ném đồ chơi có gắn camera ẩn lên sân khấu. Chiều 27 tháng 5, Korea Bu đưa tin công tác tổ chức concert của Blackpink ở Macau, Trung Quốc gần đây khiến nhiều khán giả thất vọng. Nguồn tin cho biết, trong đêm nhạc xuất hiện cảnh tượng khán giả hỗn chiến chen lấn, chưa dừng lại ở đó, tình trạng phe vé lộng hành cũng gây ảnh hưởng lớn tới concert, thậm chí một bộ phận khán giả còn gọi đêm nhạc vừa qua là mớ hỗn độn vì sự yếu kém của đơn vị tổ chức sự kiện. Nhiều khán giả trở về từ concert đã bày tỏ sự bức xúc vì một bộ phận fan thiếu ý thức chen lấn xô đẩy nhau để giành vị trí đẹp. Một số người hâm mộ còn lao vào ẩu đả gây gổ vì hành vi chen lấn của đối phương. Đáng lên án hơn là hành vi nam thanh niên tác động vật lý một fan girl ngay cả khi cô gái này không hề đắc tội. Fan nữ bị đánh đã kể lại trải nghiệm đáng quên trong nước mắt. Hắn đi cùng bạn gái, ban đầu hai người đó ở cách tôi khá xa nhưng rồi họ chen hàng tới ngay chỗ tôi đứng. Bạn gái anh ta bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tôi rồi sau đó tôi bị anh ta đánh. Bên cạnh đó, tình trạng phe vé lộng hành cũng khiến khán giả bức xúc. Nhận thấy độ hot của concert Blackpink, một số người đã mua số lượng lớn vé rồi bán với giá cao ngất cho fan nhóm nữ nhà YG. Vì giá vé bị đội lên rất cao nên nhiều khán giả thật sự muốn xem Blackpink đã không thể đến xem được concert. Điều này dẫn tới tình trạng còn rất nhiều ghế trống trên khán đài ở đêm nhạc vừa qua. Sau khi những hình ảnh trên bắt đầu xuất hiện, ở nhiều diễn đàn lớn nhỏ, một số khán giả còn cho biết khâu tổ chức concert của Blackpink tại Macau đã gặp phải nhiều vấn đề bất cập. Họ mua vé đắt như vậy chỉ để đến đó và chiến đấu. Thảo nào biểu cảm của Jennie trông hơi khác thường trong video tôi quay. Có vẻ như nhiều người có ảnh hưởng đến đó chỉ để hưởng lợi từ sự nổi tiếng. Bạn bè của tôi nói rằng đó là một mớ hỗn độn tại địa điểm. Không khí tại buổi biểu diễn Macau không được tốt, đẩy và chiến đấu. Có rất nhiều ghế trống vì phe vé, sự hỗ trợ của người hâm mộ đã không thành công, khán giả tràn ngập những người có ảnh hưởng, thở dài. Không chỉ xảy ra ở tình trạng hỗn loạn, fan có bức xúc khi Blackpink bị xâm phạm quyền cá nhân với món đồ chơi có gắn camera. Cụ thể, tối 27 tháng 5, đoạn clip ghi lại phản ứng của Lisa trước món quà có gắn camera bỗng gây sốt mạng xã hội xứ Trung. Trong video, một khán giả ném chú gấu bông lên sân khấu tại đêm nhạc. Tuy nhiên, nhờ sự quan sát nhanh nhạy, Lisa đã kịp nhận ra trong món đồ chơi có gắn camera theo dõi, nhận thấy món quà có thể mang đến cho nhóm nhiều rủi ro. Mỹ nhân sinh năm 1997 vội thả món đồ chơi có gắn camera xuống sân khấu. Pha xử lý gọn gàng của Lisa nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả vì đã giúp nhóm tránh khỏi việc bị quay lén những hình ảnh riêng tư. Từ đây, tình trạng nghệ sĩ Hàn bị xâm phạm đời tư quá mức bỗng gây chú ý trở lại. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn các công ty quản lý cần chú ý hơn nữa trong việc bảo vệ quyền riêng tư của gà nhà. Được biết, đoạn video nói trên nhanh chóng thu về lượng tương tác khủng ngay khi vừa được đăng lên trang mạng xã hội Weibo. Chỉ trong thời gian ngắn, từ khóa món đồ được ném lên sân khấu có gắn camera còn leo thẳng lên vị trí số 1 trên hot search Weibo bảng giải trí. Không chỉ Lisa mà một số thành viên khác của Blackpink là Jisoo cũng khiến fan xót xa khi bị ném đồ vào người dù concert đã có lệnh cấm. Cụ thể, khi đang đứng trên sân khấu giao lưu với fan, chị cả Blackpink bất ngờ bị một khán giả ném đồ nhưng may mắn né kịp. Vì quy định không được nhận đồ từ fan, Jisoo chỉ quay lại cười và xin lỗi người fan vì không được nhận món quà. Dù suýt bị ném trúng vào mặt, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn rất nhẹ nhàng với khán giả này. Fan quốc tế hiện đang rất bất bình về ý thức của khán giả concert Macau, Trung Quốc. Còn nhớ hồi tháng 10 năm 2021, YG đã thông báo về việc Blackpink dừng nhận quà bằng hiện vật từ fan. Nhiều khán giả cho rằng đây là động thái bảo vệ gà nhà của YG trước tình trạng một số khán giả gửi những món đồ gây hại cho nhóm, thậm chí gắn camera quay lén trong quà tặng.